12 bậc thầy dưỡng sinh cổ xưa, với lời dạy sức khỏe lưu truyền ngàn năm, ai học được mới sống thọ. Quý vị thân mến, có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh. Người xưa luôn rất coi trọng việc giữ gìn sức khỏe và tuổi thọ. Sắt không được nấu chảy thì không thể thành thép, không giữ gìn sức khỏe thì không thể khỏe mạnh sống lâu. Tuy sức khỏe không phải là tất cả, nhưng nếu bạn không có sức khỏe thì mọi thứ khác chẳng còn ý nghĩa gì cả. Những phương pháp giữ gìn sức khỏe của người xưa luôn là đối tượng để chúng ta học hỏi. Và ngày nay có rất nhiều điều bổ ích để chúng ta có thể học từ những phương pháp giữ gìn sức khỏe quý báu đó. Hôm nay Bờ Tỉnh Thức sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu phương pháp dưỡng sinh của 12 bậc danh y xưa để sống khỏe thọ cả đời. Bạn hãy xem mình phù hợp với ai nhất trong 12 người này nhé. Một, y tổ của Việt Nam, danh y Hải Thượng Lãng Ông. Nếu như Trung Quốc có ông Bành Tổ thì Việt Nam ta có y tổ, tức danh y Hải Thượng Lãng Ông. Tôi xin chia sẻ những lời vàng ngọc về sức khỏe của y tổ trong tập Vệ Sinh Yếu Quyết để quý vị tham khảo. Trong trời đất, con người là quý, đầu đội trời, chân đạp đất, thân thể do cha mẹ để lại nên phải quý. Trong năm thứ hạnh phúc, thọ là hơn hết. Có ba điều răn thiết yếu trong phép dưỡng sinh cần phải biết để tránh sự cố giận, lòng dục lớn và say rượu nhiều. Nếu mắc phải một trong ba điều này thì ắt thương tổn ít nhiều đến sức khỏe hay chân nguyên khí. Muốn sống lâu thì phải răn tính mình trước hết. Quả không bốc, tức không nóng nảy thì tinh thần tự nhiên ổn định. Gỗ không bén lửa thì không thành than. Người từ răn được tính mình thì có thể sống lâu. Người đời muốn hiểu phép dưỡng sinh, khi vui mừng phải điều độ và nên bớt tức giận. Ý thành thực, lòng ngay thẳng thì khỏi phải lo âu. Thuận lẽ phải, sửa thân mình thì tránh được phiền não. Tóc phải chải luôn, khí nên luyện, răng phải gõ luôn vào nhau, và nước miếng cần nên nuốt. Muốn sống lâu, cần tu luyện bộ não và hai tay thường xoa xát vào mặt. Mùa xuân ít ăn chua và nên ăn ngọt, mùa đông nên ăn đắng không nên ăn mặn, mùa hè cần thêm cay, đừng dùng mặn và đắng, mùa thu bớt dùng cay và thêm chua, tháng cuối mỗi quý có thể ăn mặn, ít ăn ngọt. Như thế thì giữ năm tạng phủ sẽ luôn được an toàn. Uống rượu có thể làm cho tình trí vui vẻ, nhưng uống nhiều thì dễ sinh bệnh. Cả giận rất hại khí, nghĩ nhiều rất tổn thương tinh thần. Tinh thần mỏi mệt, tâm dễ bị suy yếu, khí yếu là nguyên nhân sinh ra bệnh. Chớ để sự thương xót và vui mừng đến cực độ. Việc ăn uống phải điều hòa, nhất thiết không say rượu về ban đêm, nhất là phải răn mình không giận dỗi vào buổi sáng. Yên tinh thần thì vui vẻ, giữ tinh khí được thì ôn hòa. Thọ hay yểu đừng đổ cho số mệnh, tu dưỡng được vốn do ở mình. Bỏ giận để nuôi dưỡng tính, ít lo nghĩ để nuôi dưỡng thần, bớt nói năng để nuôi dưỡng khí, chậm ham muốn để nuôi dưỡng tâm. Nhìn lâu hại mắt tổn huyết, ngồi lâu thì tỳ tổn hại, đứng lâu thì hại thận tổn xương, nằm lâu thì hại phế tổn khí. Lòng yêu thương gì cũng đừng nên quá yêu, lòng có ghét bỏ thì cũng đừng nên quá ghét. Mùa xuân hạ nên dậy sớm, mùa thu đông nên ngủ sớm. Ngủ muộn đừng quá lúc rạng đông, dậy sớm đừng trước khi gà gáy. Muốn nuôi dưỡng thân thể thì nên nuôi dưỡng tỳ vị trước. Muốn nuôi dưỡng tỳ vị thì phải nuôi dưỡng tâm trước. Muốn nuôi dưỡng tâm thì phải nuôi dưỡng thần trước. Muốn nuôi dưỡng thần thì phải nuôi dưỡng khí trước. Muốn nuôi dưỡng khí trước thì phải nuôi dưỡng tinh trước. Muốn nuôi dưỡng tinh thì phải nuôi dưỡng trí trước. Muốn nuôi dưỡng trí trước thì phải biết quý thân mình. Tinh, khí, thần là ba của quý ở trong, tai, mắt, miệng là ba của quý ở ngoài. Làm thế nào cho ba của quý ở trong thường không đuổi theo vật chất ở ngoài mà trôi mất,
và ba của quý ở ngoài thường không dụ dỗ cái ở trong mà quấy nhiễu. Đêm ngủ không trùm đầu thì việc hít thở đều, chân khí được nối tiếp nhau mà thần tự nhiên được yên ổn. Bữa cơm chiều bớt ăn đi vài miếng thì cốc khí dễ tiêu, tỳ vị được khoan khoái, khí tự nhiên được điều hòa. Ít tình dục, thận thủy dồi dào, tinh tự nhiên được ngưng tụ. Thần yên ổn, khí điều hòa, tinh ngưng tụ, ba của quý trong thân mình đều đầy đủ, thế là giữ trọn đạo dưỡng sinh. Cổ ngữ có câu, cái kiêng trong một ngày là không ăn no bữa tối, cái kiêng trong một tháng là không say quá buổi tối, cái kiêng trong một năm là không đi đâu xa vào buổi chiều, cái nên trong một đời là buổi chiều phải dưỡng khí. Không tắm gội trong luồng gió, rất cần kiêng phong tà. Ăn no chớ gội đầu, sợ sinh chứng phong, mồ hôi đương ra nhiều thì chớ vội cởi áo, đương say rượu, đừng bảo quạt. Chớ nhìn mãi vào ánh mặt trời, tối đi ngủ cần rửa chân, đêm ngủ không nên để đèn sáng, đã sáng ngày thì không nên ngủ. Nước bọt không nên nhổ đi, vì nước miếng dư dật là lễ tuyền, tụ lại là hoa trì, tan ra là tân dịch, đi xuống là cam lộ. Tưới các tạng nhuần thân thể, khai thông các mạch máu, biến hóa nuôi dưỡng thần sắc, làm cho thân thể tay chân, lông tóc bóng mượt vững chắc. Sáng sớm dùng nước ấm rửa mặt, lấy muối trắng xát răng sẽ không bị bệnh đau răng. Và ba điều răng thiết yếu cần tránh là sự tức giận, lòng dục lớn và say rượu nhiều. 2. Ông Bành Tổ của Trung Quốc. Khi nói đến trường thọ, không thể không nhắc đến Bành Tổ. Bành Tổ là một trong những người tiên phong của đạo giáo thời Tiền Tần, sống qua các triều đại Nghiêu, Thuấn, Hạ, Thương. Theo truyền thuyết, ông sống hơn 800 năm và được coi là người có tuổi thọ dài nhất thế giới, đồng thời là người hiểu biết sâu sắc nhất về việc giữ gìn sức khỏe. Một giả thuyết về tuổi thọ của Bành Tổ cho rằng 880 năm được ghi trong sử liệu thực chất dựa trên phương pháp tiểu lục tuần, trong đó một năm tương đương với 60 ngày của ngày nay và 880 tuổi tương đương với hơn 140 năm theo lịch hiện tại. Dù sao, ông cũng là một danh y với tuổi thọ đáng nể. Theo các nghiên cứu văn bản, Bành Tổ giỏi y học, giỏi nấu ăn, chú trọng đến chế độ ăn uống và thích tập thể dục. Một trong những lời dạy nổi tiếng của Bành Tổ về bí quyết sống lâu là ăn ít nhai kỹ, đi bộ nhẹ nhàng mỗi ngày và giữ tâm hồn an lạc. Ông cũng nhấn mạnh việc sống đơn giản, nghĩ thanh thản, coi đây là phương châm sống trí tuệ để đạt được tuổi thọ và sức khỏe. Là đại diện cổ xưa của sức khỏe và tuổi thọ, Bành Tổ kế thừa nhiều yếu tố lịch sử và văn hóa. Văn hóa sức khỏe và trường thọ của Bành Tổ không thể tách rời khỏi đạo giáo Trung Quốc và việc theo đuổi sự bất tử của người xưa. Từ xa xưa, con người đã luôn ấp ủ một ước muốn mãnh liệt theo đuổi sự trường thọ hoặc sự bất tử. Chính vì thế, sức khỏe và tuổi thọ của Bành Tổ đã để lại ảnh hưởng sâu sắc cho nhiều thế hệ sau này tại Trung Quốc. Bí quyết dưỡng sinh của Bành Tổ tập trung vào việc sống một cuộc sống cân bằng, hài hòa với thiên nhiên và chú trọng đến việc ăn uống, tập luyện và giữ tâm hồn thanh thản. Ông tin rằng, việc duy trì một chế độ ăn lành mạnh, giàu rau củ và ngũ cốc, cùng với việc tập luyện nhẹ nhàng, như đi bộ hoặc tập thể dục hàng ngày, là chìa khóa để nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Theo Bành Tổ, sức khỏe tốt không chỉ là không có bệnh tật, mà còn là sự cân bằng và hài hòa giữa thân và tâm. Ông nhấn mạnh việc quản lý cảm xúc, tránh tức giận và lo lắng quá mức, vì những cảm xúc tiêu cực này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đồng thời, Bành Tổ cũng tin vào việc giữ tinh thần lạc quan yêu đời sẽ giúp con người sống lâu hơn. Bành Tổ cho rằng, cuộc sống là một hành trình tìm kiếm sự hiểu biết và sống hài hòa với tự nhiên. Ông coi trọng việc học cách sống chậm lại, ngắm nhìn và trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh.
Bằng cách sống thân thiện và hòa nhập với môi trường, con người sẽ tìm thấy sức mạnh nội tại và sự bình yên cho tâm hồn. Câu chuyện và lời dạy của Bành Tổ là minh chứng cho việc dưỡng sinh không chỉ là việc chăm sóc cơ thể bên ngoài, mà còn là nghệ thuật sống, nghệ thuật tìm kiếm và duy trì sự hài hòa giữa thân và tâm. Hãy để những bài học từ Bành Tổ trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta trên hành trình dưỡng sinh và tìm kiếm sức khỏe, an lạc trong cuộc sống. 3. Tư tưởng giữ gìn sức khỏe của Lão Tử. Lão Tử, một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của Trung Quốc, là nhân vật được biết đến rộng rãi qua tác phẩm Đạo Đức Kinh, một trong những tác phẩm cốt lõi nhất của Đạo Giáo. Lão Tử, với cái tên nghĩa là ông già trẻ trung, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tư tưởng và văn hóa Trung Quốc, cũng như trên khắp thế giới, qua những giáo lý về đạo và đức. Lão Tử tin rằng, vạn vật trong vũ trụ đều điều khiển bởi một lực lượng vô hình và không thể miêu tả, mà ông gọi là đạo. Đạo là nguyên tắc tự nhiên mà mọi thứ đều tuân theo. Lão Tử nhấn mạnh sự quan trọng của việc sống một cách đơn giản, tự nhiên và không chống lại tự nhiên. Ông ủng hộ quan niệm về vô vi, tức là hành động mà không hành động, tức là để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên mà không can thiệp quá mức. Về quan điểm sức khỏe và dưỡng sinh, mặc dù Lão Tử không trực tiếp nói nhiều về dưỡng sinh, nhưng triết lý của ông về việc sống hài hòa với tự nhiên và theo dõi luật lệ của đạo có ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm dưỡng sinh trong văn hóa Trung Quốc. Sự nhấn mạnh vào việc giữ tâm hồn bình yên, tránh xa ham muốn và xung đột, giúp tạo ra một cơ sở tinh thần vững chắc cho sức khỏe và tuổi thọ. Lão Tử là một hình mẫu của sự khiêm nhường và trí tuệ. Truyền thuyết kể rằng, ông đã quyết định rời bỏ cung điện để tìm kiếm sự bình yên và giải thoát, dấn thân vào một cuộc hành trình về phía Tây, nơi ông viết nên Đạo Đức Kinh. Tác phẩm này sau đó trở thành kim chỉ nam cho nhiều người để tìm kiếm sự an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Một trong những trích dẫn nổi tiếng của Lão Tử là: con đường tốt nhất là con đường không khó, nhưng con người thích chọn lối mòn. Trích dẫn này phản ánh quan điểm của ông về việc tìm kiếm sự đơn giản và tránh xa những phức tạp không cần thiết trong cuộc sống. Lão Tử và triết lý của ông là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai tìm kiếm sự thấu hiểu sâu sắc về cuộc sống và vũ trụ. Học hỏi và áp dụng lời dạy của Lão Tử vào cuộc sống hàng ngày không chỉ giúp chúng ta sống khỏe mạnh, mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự an lành và hạnh phúc thực sự. 4. Cách giữ gìn sức khỏe của Khổng Tử. Khổng Tử, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Trung Quốc, đã để lại di sản văn hóa và triết lý sâu rộng, ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và lối sống của người dân Á Đông qua nhiều thế kỷ. Với tác phẩm nổi tiếng Luận Ngữ, Khổng Tử đã trình bày những quan điểm sâu sắc về đạo đức, chính trị và xã hội, nhấn mạnh giáo dục, lễ nghĩa và sự tôn trọng. Khổng Tử từng trải qua nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc đời mình, từ việc mất mẹ từ khi còn nhỏ, đến việc phải vật lộn tìm kiếm cơ hội để thực hiện ước mơ giáo dục của mình. Tuy nhiên, thông qua sự kiên trì và lòng dũng cảm, ông đã vượt qua mọi nghịch cảnh và trở thành một trong những nhà giáo dục và triết học vĩ đại nhất. Triết lý của Khổng Tử. Khổng Tử coi trọng việc học và rèn luyện bản thân, tin rằng mỗi con người đều có khả năng trở nên cao thượng thông qua giáo dục và tu dưỡng. Ông mạnh mẽ khẳng định giá trị của nhân, ý nghĩa là lòng tốt và sự quan tâm đến người khác, coi đó là cốt lõi của một xã hội hòa thuận và công bằng. Về sức khỏe và dưỡng sinh, mặc dù Khổng Tử không trực tiếp nói nhiều về dưỡng sinh trong các tác phẩm của mình, nhưng triết lý sống hài hòa và cân bằng mà ông đề xướng cũng góp phần vào việc duy trì sức khỏe thân tâm. Quan niệm của ông về việc ăn uống không quá độ, sống không quá xa xỉ và luôn giữ tinh thần lạc quan, sống tích cực cũng là những lời khuyên quý giá cho việc dưỡng sinh.
Ông cũng khuyên không nên ăn thức ăn ôi thiêu, không ăn cá ương, không ăn thức ăn đã đổi màu, không ăn thức ăn chưa được nấu chín kỹ, không ăn quá nhiều thịt dù có nhiều, không nói khi ăn, không nói khi ngủ, và ngủ không nằm ngửa. Một trong những trích dẫn nổi tiếng của Khổng Tử là học và thường xuyên tập luyện những gì đã học, không phải là một niềm vui sao? Lời này phản ánh tinh thần yêu học và khao khát kiến thức, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế. Khổng Tử và triết lý của ông không chỉ là nguồn cảm hứng cho việc học tập và phát triển bản thân, mà còn là hướng dẫn cho cách sống đạo đức và có ý nghĩa. Các lời dạy của ông vẫn còn nguyên giá trị sau hàng nghìn năm, khuyến khích chúng ta luôn học hỏi, phát triển và sống một cuộc đời ý nghĩa, đóng góp cho xã hội. 5. Thần Y Hoa Đà. Danh Y Hoa Đà là một thầy thuốc nổi tiếng và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Hoa Đà là một trong những danh y thời cuối Đông Hán và vĩ đại nhất trong lịch sử y học Trung Quốc cổ đại. Ông được tôn vinh không chỉ vì những đóng góp về phương pháp điều trị, phẫu thuật, mà còn về cách ông nhìn nhận và áp dụng triết lý dưỡng sinh vào việc chăm sóc sức khỏe con người. Hoa Đà coi trọng sự cân bằng và hài hòa giữa thân và tâm. Ông tin rằng sức khỏe tốt không chỉ đến từ việc điều trị bệnh tật, mà còn từ việc duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm cả chế độ ăn uống, tập luyện và tâm trạng. Hoa Đà cũng là người tiên phong trong việc áp dụng các bài tập thể chất như thập tự đạo, một loại dưỡng sinh giống với bài tập khí công ngày nay, để tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Hoa Đà nổi tiếng với những thành tựu trong phẫu thuật, bao gồm cả kỹ thuật gây mê sớm. Ông sử dụng một loại dược chế từ rượu và thảo mộc để giảm đau cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Ngoài ra, Hoa Đà còn có những đóng góp quan trọng trong việc điều trị các bệnh bằng liệu pháp tự nhiên, đặc biệt là thông qua chế độ ăn uống và bài tập thể dục. Hoa Đà quan niệm rằng, để đạt được sức khỏe tốt, con người cần phải sống một cách tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên và môi trường xung quanh. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tâm hồn bình yên, lạc quan, coi đó là một phần không thể tách rời của quá trình chăm sóc sức khỏe. Ông được xưng tụng như một thần y nổi tiếng, không chỉ ở nội bộ đất nước Trung Quốc, mà còn được biết đến rất nhiều trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y. Tương truyền Hoa Đà có dạy, muốn giữ sức khỏe, giấc ngủ là ưu tiên hàng đầu. Con người chỉ có thể khỏe mạnh khi ngủ đủ giấc. Thời gian đi ngủ giúp lá lách và dạ dày tiêu hóa thức ăn. Vì vậy, đây là đại bổ đầu tiên để bảo toàn sức khỏe. Một đêm không ngủ, cả trăm ngày sau vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Ngủ là một trạng thái giúp bảo vệ sức khỏe, nuôi dưỡng và thay thế các tế bào cũ bằng các tế bào khỏe mạnh. Nếu giấc ngủ bị trì hoãn, việc sản sinh tế bào mới cũng sẽ bị đình trệ. Nếu ban ngày có 1 triệu tế bào chết đi, qua đêm chỉ có 500.000 tế bào được bổ sung, thì về lâu dài cơ thể sẽ dần yếu đi. Không dừng lại ở đó, thiếu ngủ kéo dài cũng sẽ gây ra các bệnh tâm thần khác nhau, chẳng hạn như trầm cảm, tâm thần phân liệt, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và kích động. Thiếu ngủ có thể dẫn đến ung thư gan, gan và túi mật liên quan mật thiết với nhau. Theo quan điểm của Hoa Đà, kinh mạch túi mật mở lúc 23 giờ, nếu không ngủ sẽ khiến cơ quan này bị tổn thương nghiêm trọng. Quan trọng hơn, 11 phủ tạng đều phụ thuộc vào túi mật. Nếu khí túi mật bị ảnh hưởng, chức năng của các cơ quan trong toàn bộ cơ thể cũng sẽ không thể duy trì bình thường. Kết quả là quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch cũng suy giảm. Khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng là thời gian cao điểm để gan làm việc, bài tiết độc tố. Nếu trong giai đoạn này cơ thể không ở trong trạng thái ngủ sâu giấc,
thì gan sẽ không đủ điều kiện tốt để làm việc, gây ra sự thiếu hụt lượng máu trong gan, từ đó làm tổn thương các tế bào, khó hồi phục và sửa chữa. Chưa kể gan bị tổn thương, sẽ dễ bị mắc các bệnh về gan như viêm gan B, gan nhiễm mỡ, từ đó dẫn đến xơ gan, ung thư gan. Hoa Đà dạy 4 bí quyết để ngủ ngon như sau. 1. Dù bận rộn đến mấy, thì cũng nên đi ngủ sớm trước 11 giờ đêm. 2. Không suy nghĩ bất kỳ việc gì trước khi ngủ, hãy để tâm của bạn ngủ trước, rồi mắt của bạn sẽ ngủ theo. 3. Buổi trưa nên ngủ một giấc ngắn, thậm chí chỉ nhắm mắt 3 phút cũng có giá trị như việc bạn ngủ 2 giờ đồng hồ. Nhưng phải chọn thời gian đúng giữa buổi trưa để chợp mắt. 4. Nên dậy sớm, vào khoảng 6 giờ sáng trong thời tiết mùa đông, và nên dậy lúc 5 giờ vào mùa hè. Đây là khung giờ lý tưởng nhất để cơ thể bạn thực hiện các hoạt động trao đổi chất có lợi lớn cho sức khỏe. Ưu điểm của việc dậy sớm là bạn có thể đi đại tiểu tiện đúng giờ. Đây là việc quan trọng nhất trong quá trình đào thải và trao đổi chất tự nhiên của cơ thể. Nếu dậy quá muộn, đại tràng không nằm trong khung giờ hoạt động mạnh, không thể đào thải chất bẩn ra ngoài. 6. Thánh y Trương Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh là một trong những danh y vĩ đại nhất trong lịch sử y học Trung Quốc. Sống vào cuối thời Đông Hán, ông được mệnh danh là Thánh y, với những đóng góp không thể phủ nhận đối với y học cổ truyền Trung Quốc, đặc biệt là qua tác phẩm nổi tiếng Tạp Chứng Luận. Mặc dù gia đình của Trương Trọng Cảnh từ khi còn nhỏ đã có điều kiện tốt, nhưng ông đã chứng kiến nhiều bi kịch từ khi còn nhỏ, nên đã quyết tâm học y thuật và thực hiện lý tưởng cứu giúp mọi người. Khi lên 10 tuổi, ông trở thành đệ tử của một danh y và chính thức bắt đầu sự nghiệp y học. Trương Trọng Cảnh coi trọng việc hiểu biết sâu sắc về cơ thể con người và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Ông tin rằng việc điều trị bệnh tật không chỉ là chữa trị triệu chứng mà còn phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ và khôi phục sự cân bằng, hài hòa trong cơ thể. Các phương pháp điều trị của ông bao gồm dùng thuốc, chế độ ăn uống và các biện pháp điều chỉnh lối sống. Trương Trọng Cảnh rất coi trọng việc giữ gìn sức khỏe, nên ông thường chỉ trích những người không chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe. Nói, thật kỳ lạ là con người sống trong thế giới ngày nay lại không chú ý đến y học và nghiên cứu kỹ thuật giả kim. Chúng được dùng để chữa bệnh của vua chúa và người thân, cứu người nghèo khổ, giúp kẻ hèn mọn, để giữ gìn sức khỏe và duy trì tuổi thọ của mình. Trương Trọng Cảnh nổi tiếng với việc phát triển phương pháp điều trị cho các bệnh sốt và nội tạng, đặc biệt là việc sử dụng phối hợp các loại thảo mộc để tạo ra các bài thuốc hiệu quả. Tác phẩm Tạp Chứng Luận của ông được coi là kinh điển trong y học cổ truyền, là cơ sở cho việc phát triển các phương pháp điều trị sau này. Quan niệm về sức khỏe của ông là sức khỏe là sự cân bằng và hài hòa giữa âm và dương trong cơ thể. Ông nhấn mạnh việc ăn uống lành mạnh, tập luyện và giữ tinh thần lạc quan yêu đời như những yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Ông là nguồn cảm hứng cho các thế hệ y bác sĩ sau này trong việc nỗ lực không ngừng để nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, khẳng định rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. 7. Tiểu tiên cổ đại, danh y Cát Hồng. Cát Hồng được thiên hạ mệnh danh là tiểu tiên và là một y học nổi tiếng, nhà khoa học và nhà giả kim trong thời kỳ Tam Quốc và Tây Tấn. Ông là tác giả của bản thảo Cương Mục, một công trình nghiên cứu về dược liệu quý giá. Cát Hồng coi trọng việc tìm kiếm sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, giữa thân và tâm. Ông tin rằng sức khỏe và tuổi thọ có thể được cải thiện thông qua việc kết hợp chăm sóc thân thể, tu dưỡng tâm hồn và tìm hiểu bí quyết dưỡng sinh từ thiên nhiên. Cát Hồng cũng nghiên cứu sâu về Hóa Giả Kim,
Với mong muốn tìm ra đan dược có thể cải lão hoàn đồng và gia tăng tuổi thọ. Bản thảo cương mục của ông không chỉ là một bách khoa toàn thư về dược liệu, mà còn chứa đựng những kiến thức quý báu về cách phối hợp các vị thuốc để tạo ra các bài thuốc hiệu quả. Ông cũng nghiên cứu về cách phòng tránh bệnh tật thông qua việc điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống. Các hồng nhấn mạnh việc duy trì một tâm hồn bình yên và lối sống lành mạnh là chìa khóa để sống thọ. Ông tin rằng việc cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữa tinh thần và vật chất, giữa âm và dương trong cơ thể là cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng chống bệnh tật. 8. Đại danh y Đào Công Chính. Thời hậu Lê có một vị danh y được tôn vinh là thần y. Ông tổ phương pháp dưỡng sinh với những kiến thức về bảo vệ sức khỏe. Đó chính là đại danh y Đào Công Chính, với tác phẩm tiêu biểu là Bảo Sinh Viên Thọ Toản Yếu, bộ sách Cẩm Nang Dưỡng Sinh từ thế kỷ 16 đến 17, mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đào Công Chính, sinh năm 1639, là một trong những danh y vĩ đại của Việt Nam, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử y học của dân tộc. Với kiến thức uyên bác và tâm huyết với nghề, ông đã cứu chữa thành công cho biết bao người bệnh, đồng thời truyền bá những kiến thức quý giá về y học cổ truyền. Ông được suy tôn là một trong ba đại danh y của Việt Nam, có công lớn trong việc xây dựng nền y học cổ truyền dân tộc, tạo thế kiền ba chân vững chắc. Y học đối với Hải Thượng Lãng ông Lê Hữu Trác, dược học đối với danh y Tuệ Tĩnh và dưỡng sinh học đối với Đào Công Chính. Đào Công Chính coi trọng việc hài hòa giữa việc điều trị bệnh và việc duy trì một lối sống lành mạnh. Ông tin rằng, để có được sức khỏe tốt, con người cần phải sống một cuộc sống cân bằng với chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện hợp lý và giữ tâm hồn an yên, lạc quan. Đào Công Chính đặc biệt nhấn mạnh đến việc sử dụng các phương pháp điều trị từ thiên nhiên như thảo dược, cùng với việc áp dụng các liệu pháp truyền thống như châm cứu, bấm huyệt để khôi phục sức khỏe cho bệnh nhân. Đào Công Chính quan niệm rằng sức khỏe không chỉ là việc không có bệnh tật, mà còn là sự cân bằng, hài hòa giữa thân, tâm và tinh thần. Ông khuyến khích việc duy trì một tâm thế lạc quan, yêu đời và luôn hướng thiện, coi đó là nền tảng vững chắc để đối mặt và vượt qua mọi bệnh tật. Cuộc đời và sự nghiệp của Đào Công Chính là biểu tượng của sự cống hiến và niềm đam mê với nghề y. Dù sống trong một thời đại có nhiều khó khăn và hạn chế, nhưng với lòng kiên trì và sự tận tụy, ông đã góp phần phát triển y học Việt Nam, để lại một di sản vô giá cho các thế hệ sau. Đặc biệt năm 1676, Đào Công Chính biên soạn sách Bảo Sinh Viên Thọ Toản Yếu theo chỉ dụ của vua Lê Hiển Tông và chúa Trịnh Căng. Nội dung sách viết về thuật dưỡng sinh cho vua quan, chưa phải cho thứ dân, nhưng sách viết rất toàn diện cả về lý luận lẫn thực tiễn. Phòng bệnh, chữa bệnh, rèn luyện hướng dẫn cách ăn uống, kiêng kỵ, tắm giặt, nghỉ ngơi và sinh hoạt. Sách bám sát thực tế của nhân dân, được thừa nhận vận dụng có kết quả và được các bậc danh y sau này tiếp thu vận dụng, phát triển nâng cao. Vì vậy ông còn được tôn vinh là Đức Thánh Thuốc Nam, Hội Am Vĩnh Lại. Bộ Bảo Sinh Viên Thọ Toản Yếu gồm 5 quyển, bàn về phép vệ sinh, dưỡng sinh để sống khỏe và kéo dài tuổi thọ, cũng là cuốn sách y lý sớm nhất nước ta, có giá trị cho đến ngày nay. 9. Dược Dương Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc còn gọi là Dược Dương Tôn Thiên Y, là thầy thuốc nổi tiếng của Trung Hoa thời cổ đại. Tôn Tư Mạc sinh vào thời Tây Ngụy, tương truyền sống đến năm 141 tuổi. Ông nổi tiếng uyên bác, thông hiểu kinh sử, học thuyết. Là bậc tu hành cao thâm, kiến thức y khoa đồ sộ, Tôn Tư Mạc ngoại hình trông trẻ trung như thanh niên, người đời tôn kính coi ông là thần tiên chốn hạ giới. Ông thọ 141 tuổi. Tôn Tư Mạc được biết đến là tác giả của Bách Bệnh Minh, một tác phẩm y học cổ điển,
bao gồm hàng ngàn bài thuốc và phương pháp điều trị cho nhiều loại bệnh. Ông cũng đặc biệt chú trọng đến việc phòng bệnh hơn chữa bệnh, với quan điểm rằng việc duy trì sức khỏe lành mạnh thông qua chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh là quan trọng nhất. Khi còn sống, ông Tôn Tư Mạc rất coi trọng việc giữ gìn sức khỏe, thậm chí hơn 100 tuổi vẫn tai thính, mắt tinh như thanh niên. Ông không chỉ chữa bệnh cứu người bằng thuốc mà còn khuyên họ chăm sóc, giữ gìn sức khỏe thông qua việc vận động hàng ngày. Tôi xin chia sẻ 10 bí quyết dưỡng sinh nổi tiếng nhất của ông trong sinh hoạt hàng ngày như sau. Bí quyết 1. Tập cho đôi mắt, nhắm mắt một lúc rồi mở ra, đảo mắt, tạo các vòng tròn quanh mắt. Nhìn theo 4 hướng lên trên, trái, dưới, phải, sau đó lại nhắm mắt, mở mờ a, đảo theo vòng tròn, lặp đi lặp lại 3 lần. Điều này rất hữu ích cho việc chăm sóc mắt và khắc phục tật khúc xạ mắt. Bí quyết 2. Chải tóc mỗi ngày, xoa hai lòng bàn tay vào nhau khoảng 36 lần cho nóng lên, sau đó vuốt lên từ trán, kéo qua đầu, xuống cổ, ra sau gáy. Nên làm mỗi ngày 10 lần vào buổi sáng khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Trên đầu có rất nhiều huyệt đạo quan trọng, làm thường xuyên động tác này có thể giúp bớt bạc tóc, rụng tóc, đau đầu, ù tai. Bí quyết 3. Xoa bụng mỗi ngày, xoa cho đôi bàn tay nóng lên rồi xoa vào bụng theo chiều kim đồng hồ quanh rốn. Điều này có thể giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn, loại bỏ đầy hơi ở bụng. Bạn cũng cần tập động tác hít vào, siết chặt cơ hậu môn, sau đó nín thở một lúc khoảng vài giây, đến khi không thể chịu đựng được, bạn thở ra để thư giãn. Tập vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, tốt nhất là khoảng 30 lần mỗi sáng và tối. Bí quyết 4. Tập luyện cho đôi tai, dùng hai lòng bàn tay bịt hai lỗ tai, ấn mạnh, khi buông ra bạn cảm thấy tai sẽ có âm thanh vọng lại. Lặp lại động tác này 10 lần. Bạn có thể dùng lòng bàn tay bịt tai lại, dùng ngón cái hoặc ngón trỏ của hai bàn tay day mạnh vào huyệt phong trì ở phía sau đầu khoảng 10 lần. Thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ để cải thiện trí nhớ và thính giác. Bí quyết 5. Gõ hai hàm răng vào với nhau, khép miệng nhẹ và gõ hai hàm răng trên và dưới vào nhau, không dùng lực quá mạnh hay quá nhẹ. Động tác được thực hiện khoảng 36 lần. Động tác này có thể đi qua các kinh mạch của hàm trên và hàm dưới, đồng thời có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo và tăng cường khả năng hấp thụ của dạ dày và ruột. Bí quyết 6. Vận động thân, dặn người sang trái thì đưa tay trái ra sau, vỗ vào huyệt mệnh môn, tay phải ở trước xoa nhẹ dùng bụng dưới. Sau đó, lại xoay ngược lại. Bạn cần ít nhất 50 lần tập động tác này mỗi ngày. Bí quyết 7. Tập luyện cho đầu, chống hai tay lên hông, nhắm mắt, cúi đầu xuống và từ từ dặn người sang phải, rồi đưa cơ thể trở lại vị trí ban đầu. Tiếp tục làm động tác này theo bên phải. Thực hiện thường xuyên động tác này có thể giúp tinh thần linh hoạt và ngăn ngừa bệnh cho đốt sống cổ. Bí quyết 8. Xoa bóp bàn chân, ngồi trên ghế, xoa hai lòng bàn chân vào nhau. Bạn cũng có thể xoa bóp bàn chân từ gót chân lên đến ngón chân, mỗi ngày khoảng 30 lần. Ngón tay cái của hai tay lần lượt, xoa huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân khoảng vài chục lần. Việc xoa bóp lòng bàn chân thường xuyên có thể tăng cường sức mạnh cho từng cơ quan, giúp điều trị chứng mất ngủ, giảm huyết áp và loại bỏ chứng đau đầu. Bí quyết 9. Tập khớp gối, theo Tôn Tư Mạc, muốn kéo dài tuổi thọ thì phải bắt đầu từ đôi chân. Mỗi ngày, nên tập động tác hai bàn chân chụm lại, hai đầu gối ép vào nhau, người hơi ngồi xổm xuống, dùng hai tay ấn đầu gối, dặn sang trái rồi phải, mỗi lần dặn 20 nhịp. Bí quyết 9. Xoa bóp mặt, xoa nóng bàn tay rồi xoa bóp mặt từ trên xuống dưới, dùng hai tay vẽ vòng tròn cùng lúc trên mặt. Động tác này thường có thể làm da mặt hồng hào, căng bóng,
đồng thời làm mờ nếp nhăn. Bí quyết 10. Đi dạo. Khi đi dạo bộ, cần giữ thẳng lưng và ngực để đầu óc thả lỏng, tránh nghĩ ngợi sao nhãng. Điều này giúp cho bạn được thả lỏng cơ thể, rất tốt cho sức khỏe. 10. Chuyên gia trị liệu ăn kiêng Mạnh Thần. Mạnh Thần sinh năm 621 sau Công Nguyên và mất năm 713 sau Công Nguyên, già thọ 93 tuổi. Người ta kể rằng Mạnh Thần khi về già vẫn mang dáng vẻ và sức mạnh của một cường giả, cùng với những người hầu của mình thường xuyên vào núi thu thập thuốc. Ông thành thạo các kỹ năng y dược do Dược Dương Tôn Tư Mạc chỉ dạy, chuẩn bị chúng theo đơn và treo nồi để giúp đỡ bá tánh. Bí quyết để giữ gìn sức khỏe tốt của ông là muốn giữ gìn thân hình và khí chất, đừng bao giờ rời miệng khỏi lời nói tốt đẹp và những bài thuốc hay. Ông quan tâm đến y học từ khi còn trẻ và sau đó nghiên cứu liệu pháp ăn kiêng và các kỹ thuật bảo vệ sức khỏe. Mạnh Thần sắp xếp một cách có hệ thống những kinh nghiệm trị liệu bằng chế độ ăn kiêng của nhà Đường mà trước đó ông có thể tìm thấy, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm thực tế của bản thân trong cuộc đời mình đã viết nên cuốn sách về liệu pháp ăn kiêng, đó là dược liệu trị liệu bằng chế độ ăn uống. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra đời, nó đã thu hút được sự chú ý của các danh y vào thời điểm đó. Có thể nói dược liệu ăn kiêng là đỉnh cao của liệu pháp ăn kiêng cổ xưa và đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của y học ở Trung Quốc và thế giới. Vì vậy, Mạnh Thần được ca ngợi là người sáng lập ra liệu pháp ăn kiêng dưỡng sinh. 11. Nhà thơ Lục Du. Lục Du là một nhà thơ yêu nước nổi tiếng thời Nam Tống. Nhiều bài thơ của ông rất hấp dẫn và dễ đọc. Lục Du sống trong thời kỳ khó khăn, cuộc sống cơ cực, chịu nhiều gian khổ, ốm yếu. Tuổi 40 ông đã suy yếu nhanh chóng, không thể sống rời với thuốc, nhưng cuối cùng ông vẫn sống đến 85 tuổi. Vào thời nhà Tống, khi tuổi thọ trung bình chỉ 30-40 tuổi, Lục Du được coi là đã sống rất thọ. Những năm cuối đời ông vẫn có đôi tai và thị lực rõ ràng, cơ thể nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Vì sao Lục Du vốn gầy yếu bệnh tật như vậy mà lại trở thành một ông già trường thọ? Điều này liên quan nhiều đến việc ông rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày. Việc chăm sóc sức khỏe của Lục Du nhấn mạnh vào kết quả thực tế, không theo đuổi những điều vô bổ và tập trung vào những điều chỉnh hàng ngày như chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ. Về chế độ ăn uống, ông thuộc ưa thích thanh đạm và đặc biệt ngưỡng mộ việc ăn cháo. Để rèn luyện thể chất, ông đã học và thực hành bài tập ngũ cầm hí, học cách ngồi yên, thích đi bộ, đặc biệt nhất quyết đi bộ sau bữa ăn. Lục Du cũng thông thạo thảo dược và thường xuyên lên núi, ra đồng ruộng để trồng và hái thảo dược. 12. Càn Long, vị hoàng đế sống thọ nhất. Hoàng đế Càn Long là vị vua thế hệ thứ tư của nhà Thanh. Ông trị vì 60 năm, thọ 89 tuổi, 7 đời hưởng được hạnh phúc gia đình, là vị hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử. Càn Long rất coi trọng việc giữ gìn sức khỏe, có thể tóm tắt trong 16 chữ: bổ sung đúng lúc, nôn ra chất đục và hấp thụ chất lỏng trong suốt, vận động cơ xương và thập tứ làm. Bổ sung kịp thời là gì? Đó là việc bổ sung thực phẩm phải được thực hiện theo đặc điểm của mặt trời và thể trạng cá nhân mỗi người. Thở ra đục và hấp thụ khí là gì? Dù hoàng đế Càn Long có làm việc muộn đến đâu, ngày hôm sau ông cũng sẽ dậy sớm, nhắm mắt tập trung trong giường một giờ, thở ra khí carbon dioxide và hít thở không khí trong lành. Việc này sẽ giúp tai mắt sẽ trong sáng, đầu óc sẽ minh mẫn, toàn thân sẽ cảm thấy thoải mái. Kích hoạt cơ và xương như thế nào? Vua Càn Long sẽ thực hiện một số bài tập đơn giản như đi bộ, leo núi, đấm bốc, chơi với bóng thể dục. Trong cuộc đời bôn ba khắp nơi của mình, Càn Long đã tóm tắt chế độ chăm sóc sức khỏe của mình
bằng công thức 10 điều thường làm và 4 điều không làm. 10 hằng và 4 không, mỗi ngày vận động tất cả các bộ phận trên cơ thể. Các bộ phận cụ thể của 10 hằng gồm gõ răng thường xuyên, nuốt thường xuyên, ngoáy tai thường xuyên, dụi mũi thường xuyên, đảo mắt thường xuyên, xoa mặt thường xuyên, xoa chân thường xuyên, chạm vào bụng thường xuyên, tay chân thường xuyên duỗi ra, hậu môn thường nhíu lên. Và 4 không gồm không nói chuyện khi ăn, không nói chuyện khi nằm, không say khi uống rượu và không bị ám ảnh bởi tình dục. 4 giờ sáng đã thức dậy luyện khí công, rõ ràng, sau khi biết được những bí mật dưỡng sinh này của vua Càn Long, nhiều người bình thường nói rằng họ hoàn toàn có thể thử 10 có, 4 không, chỉ cần kiên trì thực hiện, nhất định sẽ có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, tuổi thọ của Hoàng đế Càn Long còn có 3 yếu tố quan trọng là luyện khí công, massage và thực hiện các liệu pháp ăn kiêng. Khí công là một thuật ngữ chung để chỉ các hoạt động như luyện khí, ngồi thiền, hít thở, là khái niệm chỉ có ở thời hiện đại, rất hiếm trong các tác phẩm cổ đại, mà thời đó được gọi chung là dưỡng sinh, giữ gìn sức khỏe, hít thở. Hoàng đế Càn Long ngày nào cũng luyện khí công, 4 giờ sáng thức dậy đã luyện công hít thở phì phì trong cung. Thậm chí ông thường xuyên làm thơ về cách luyện khí công của mình. Thường xuyên mát xa, bấm huyệt, lần đầu tạo ra máy mát xa thay cho người làm. Ngoài tập khí công, Hoàng đế Càn Long còn thích xoa bóp, mát xa, bấm huyệt. Thời kỳ đó, trong cung nhà Thanh có một bộ phận người hầu chuyên phụ trách việc xoa bóp. Trong cuốn sách Quốc Triều Cung Sử Tục Biên của Trung Quốc có ghi lại rằng thái giám của bộ phận xoa bóp sẽ gửi thông điệp cho người phục vụ khi có yêu cầu. Hoàng đế thường ra lệnh rằng những người trong cung nếu biết kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt thì đều có thể được mời vào để làm. Hoàng đế Càn Long thường thực hiện các động tác massage để giảm mệt mỏi và bồi bổ cơ thể. Để thuận tiện cho việc xoa bóp của thê thiếp, trong cung còn trang bị một máy massage đặc biệt. Hiện tại, có 2 loại máy massage này vẫn còn được lưu giữ trong Tử Cấm Thành. Theo ghi chép của các ngự y cung đình, 2 chiếc máy massage này do Càn Long chế tạo vào những năm cuối đời. Khi đó, một người vợ lẽ trẻ tuổi của Hoàng đế Càn Long bị đau cơ đến kiệt sức, dùng thuốc lâu ngày cũng không hiệu quả. Người ta nói rằng bà đã được chữa khỏi bằng cách xoa bóp trước khi nhập cung. Vì vậy, các ngự y nói rằng cô ấy vẫn nên được điều trị bằng các kỹ thuật xoa bóp. Tuy nhiên, Hoàng đế Càn Long cực kỳ bảo thủ, kiên quyết không đồng ý, cho rằng điều này sẽ dẫn đến nguy cơ thất tiết. Vì thần thiếp còn trẻ và người xoa bóp đều là nam giới, nên bệnh nhân phải nằm trong quá trình xoa bóp, người xoa bóp không tiện phải quỳ xuống để thực hiện. Trong lúc tuyệt vọng, một bác sĩ triều đình đã dắt óc suy nghĩ và nghĩ đến việc chế tạo ra một chiếc máy massage lăn bằng hạt ngọc trai và dạy 2 cung nữ thực hiện việc massage trực tiếp cho người vợ này. Kết quả rất tốt và bệnh của người vợ đã được chữa khỏi. Chuyện xảy ra là người vợ lẽ kia cũng bị đau chân và các triệu chứng khác và cần phải xoa bóp dùng kính. Máy massage này chỉ phù hợp để xoa bóp các bộ phận phẳng để thích ứng với các tình huống khác nhau. Thần y triều đình đã yêu cầu thợ kim hoàng chế tạo máy massage hình lăn trụ như quả dưa bằng chất liệu đá sao vàng. Sau đó, từ Hy Thái Hậu vào cuối triều đại nhà Thanh cũng sử dụng máy massage này ở phần bụng dưới của bà và nó được cho là rất hiệu quả. Tất nhiên, đây chỉ là những lời do người đời sau kể lại. Ăn uống đa dạng, đúng giờ, đúng liều lượng. Hoàng đế Càn Long cũng rất coi trọng liệu pháp ăn kiêng và sẽ lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe tùy theo thể trạng của mình. Tư liệu hiện có trong văn khố lịch sử đầu tiên của Trung Quốc, Thiện Đế đáng liệt kê chi tiết tình hình bữa sáng và bữa tối. Trong tháng đầu tiên của năm Càn Long thứ 48, nơi Hoàng đế Càn Long ăn sáng và ăn tối.
Trong tháng này, Hoàng đế Càn Long đã sử dụng tổng cộng 47 loại thực phẩm, chủ yếu bao gồm gạo nâu, bánh bao cỡ lớn, bánh bao cỡ nhỏ, bánh hấp các loại thực phẩm làm từ ngũ cốc. Có 47 loại thực phẩm phụ đi kèm được nấu trong nồi nóng bao gồm lẩu yến xào, lẩu tảo bẹ, lẩu bắp cải, lẩu khoai mỡ, lẩu thịt viên, lẩu cá kèo. Có 59 món ăn được chế biến nóng, vịt quay, gà xé nấm, cừu hầm, cút quay, măng đông cô quay, thịt chó quay, thịt xá xíu, trứng kho hành, rau muống xào, há cảo. Có 26 loại món chế biến nguội, thịt gà, đuôi nai, vịt, cừu, thịt lợn, thịt muối. Có 7 loại canh súp dạng nước hầm, nấu kết hợp tùy theo món ăn chính, súp gà tơ, súp yến xào đông trùng hạ thảo, súp vịt quay, súp yến xào vịt, súp yến thịt ba chỉ tươi, súp đậu phụ. Mỗi bữa điểm tâm sáng đều có mì gói nóng hổi dễ tiêu, gồm mì ba chỉ tươi, mì tổ yến, hoành thánh gà xé, cháo trái cây, bánh ngọt, hành lá, thịt heo, cùng với một cốc sữa. Đầu giờ chiều dùng 15 sản phẩm trái cây đa dạng chủng loại và 5 sản phẩm bánh. Bữa tối là 5 món thức ăn nhỏ và 1 món canh. Khi dọn bữa ăn phải được dọn trên bàn thấp hình rồng đỏ, có 3 bát, 4 đĩa và 2 hộp đựng đồ ăn nóng, 2 bát, 2 đĩa và 1 hộp đựng trái cây nóng. Nếu thống kê thực đơn trong tháng, có thể thấy Hoàng đế Càn Long đã chia ra 139 món ăn trong tháng. Trong đó thực phẩm nấu trong nồi nóng là 47 món, món ăn chế biến nóng là 59 món, món ăn chế biến nguội 26 món và canh 7 món. Có thể thấy yêu cầu của Càn Long đối với việc ăn uống là phải phong phú đa dạng và kết hợp nhiều món ăn uống khác nhau. Hai bữa một ngày, sáng và tối, mỗi bữa có hơn chục loại lương thực thiết yếu, cộng với món nấu trong nồi nóng như lẩu, món xào trong đĩa nóng, món nguội và canh. Mặc dù ở thời hiện đại, chúng ta không có nhiều thời gian để thực hiện những món ăn kiểu cung đình như vua Càn Long đã sử dụng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo cách ăn đa dạng của ông với nhiều chủng loại thực phẩm được ăn trong tháng. Chủ yếu được chế biến ấm nóng và cách nấu hầm, xào và canh là chủ đạo. Còn nếu ngày nay, trong bối cảnh thực phẩm bẩn và hóa chất độc hại nhiều, nếu chúng ta mà ăn quá nhiều vào, thì quý vị có nghĩ rằng đó là bồi bổ hay không? Ngày xưa khí hậu còn trong lành, đồ ăn còn sạch như vậy, mà các danh y đã chủ trương ăn ít, ăn no 7 phần và sống đơn giản nhất có thể, để bảo vệ sức khỏe và sống khỏe thọ. Quý vị tâm đắc với bí quyết dưỡng sinh nào nhất trong 12 người trên thì hãy bình luận bên dưới video này nhé. Xin chúc quý khán thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể sống một đời ung dung tự tại. Cảm ơn đã ủng hộ Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và chúng ta sẽ gặp nhau trong video tiếp theo.